thành phố Hồ Chí Minh chưa phát hiện thịt heo bị dịch tả lợn châu Phi vào chợ. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Theo báo cáo của Ban An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, 9 tháng đầu năm chưa phát hiện trường hợp heo nhập vào chợ bị dịch tả lợn heo châu Phi. Mới đây, Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo kết quả triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 9 tháng đầu năm. Theo đó, từ đầu năm đến nay, đội quản lý an toàn thực phẩm liên quận, huyện và hai chợ đầu mối đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật gần 55.000 bản gốc và 59.000 bản sao với gần 40.000 tấn sản phẩm, tổng số tiền thu được là hơn 6 tỷ đồng. Cũng trong 9 tháng đầu năm, đội quản lý an toàn thực phẩm tại hai chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền đã tiến hành kiểm tra nguồn gốc thịt heo nhập vào chợ để đề phòng bệnh dịch tả heo châu Phi. Các đội đã tiến hành kiểm tra vệ sinh thú y và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm động vật khi nhập vào chợ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hình phạt 109 trường hợp, tổng số tiền là hơn 620 triệu đồng, đồng thời buộc kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh thú y 3.182 sản phẩm động vật và buộc phải chuyển mục đích sử dụng, tiêu hủy gần 9.889 kg động vật chưa phát hiện hiện trường heo nhập bị dịch tả heo châu Phi, đồng thời phát hiện truy xuất nguồn gốc gần 104.000 xe, tổng khối lượng hơn 2 triệu con heo tại hai chợ đầu mối mới đây. Cũng theo báo cáo này, Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho hay tại các trục lộ giao thông chính ra vào thành phố, ban quản lý đã cử các đội quản lý an toàn thực phẩm liên quận huyện tham gia cùng với các đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống bệnh động vật vào thành phố kiểm tra. Kết quả đã thu được từ đầu năm đến nay kiểm tra gần 54.000 lượt xe và xử lý 173 trường hợp. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.